đội Kingwood Taipei. Đó là các cầu thủ Hung Yun Su, Wang Yuwen, Lin Su Ho. Còn đây là đội hình xuất phát của đội Korabenka với số 12 Anastasia, số 1 là Elizaveta, số 3 là cũng là một người tên là Elizaveta Nesterova. Và huấn luyện viên Svetlana Safronova như thường lệ vẫn thể hiện một sự cá tính nhưng có phần khắt khe với các cầu thủ, đặc biệt là với màn trình diễn. Rất hiếm khi bà nở những nụ cười ngay cả khi đội bóng có được những chiến thắng. Và nhưng trong thời điểm chia sẻ cảm xúc với Anna, cầu thủ đón sinh nhật tại VTV Cup, thì chúng tôi cũng nhận thấy một nụ cười rất hiền từ của vị huấn luyện viên này. Đây cũng là trận đấu mà hai đội đều dẫn dắt bởi hai nữ. Bà Svetlana Safronova của câu lạc bộ Korabenka. Quả phát bóng của cây truyền hai, đội trưởng Univisiot. Đón sinh nhật khi tham dự VTV Cup là một trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình thi đấu quốc tế. Việc triển khai tấn công. Một pha tấn công hàng sau khi triển khai tấn công ở biên và ghi được điểm, thì trong pha bóng này các cầu thủ Kingwood Taipei đã tổ chức tấn công hàng sau nhưng cú đánh lại đi thiếu chính xác. Bóng ngoài, điểm đầu tiên kể từ đầu trận cho câu lạc bộ Kingwood Taipei. 1-8. Cú phát bóng tấn công vào vị trí của Liu Shuanglin. Bỏ nhỏ thành công. Uy lực ở tầm cao mà những cầu thủ tấn công của câu lạc bộ Korabenka rất khéo. Những pha tấn công tương đối đơn giản của Kingwood Taipei. Với việc hàng chắn của Korabenka rất cao, phần sân của các cầu thủ Kingwood Taipei vẫn chưa có một phương án nào hiệu quả để có thể giảm bớt được sức mạnh của Korabenka. Đây là một bài toán rất khó bởi với chiều cao và tốc độ và lối đánh như của Korabenka. Lại thêm một pha chắn bóng thành công nữa của câu lạc bộ Korabenka. Nếu như đánh sát lưới như thế này thì thật khó để có thể qua được tay chắn. Với lực lượng các câu lạc bộ tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Fairy Cup 2024, chúng ta có thể chờ đợi vào những trận đấu tứ kết, bán kết, những trận phân hạng sẽ diễn ra hấp dẫn. Tôi cũng rất chờ đợi nếu như có cơ hội được chứng kiến câu lạc bộ Korabenka so tài với câu lạc bộ Expressway của Hàn Quốc hay Kuanis của Kazakhstan, bởi đó là những câu lạc bộ có được những tân binh. Với một cục diện thế trận như thế này, đạt tới 10 điểm trong set thứ nhất với câu lạc bộ Kingwood Taipei có lẽ đã là một. Tiếp tục đập bóng tấn công. Hai tình huống phòng ngự tốt bên phía câu lạc bộ Kingwood Taipei. Những tình huống phòng ngự tiếp theo đã không thành công. Đổi hướng đánh rất nhanh, đã thấy được sự linh hoạt của Anna Davisus. Và tấn công tốt từ hàng sau của số 3 Elizaveta Nesterova. Một pha tấn công tốt được tổ chức tốt bên phía câu lạc bộ Kingwood Taipei. Đó là một điểm đáng khen ngợi. Bóng ăn điểm trực tiếp. Phát bóng quá mạnh. Và set đấu đầu tiên đã khép lại với một pha phát bóng ghi điểm của Korabenka.
là dứt điểm, mang về điểm thứ tư cho Kurabenka. Bóng trong sân, đó là một pha ghi điểm đẹp mắt với tình huống đập bóng chéo sân. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công biên tốt của đội. Kịp không? Không được, không có cơ hội để di chuyển đến cứu bóng nữa. Nhưng thực sự với tầm đánh của mình thì cô cũng gặp rất nhiều khó khăn trước tay chắn của đối phương. Và nếu vượt qua được tay chắn thì vẫn còn hàng sau thi đấu tốt. Thêm một cơ hội nữa cho các cầu thủ King Will Taipei, liệu có thành công không? Tiếp tục pha đối công. Liễu Soáng Linh là cầu thủ giành được điểm thứ 5 cho Global King World Taipei. Những tình huống đập bóng hết sức uy lực, Tanisterova bật rất cao. Cầu thủ áo số 1 đã được vào sân bên phía Global Kurabenka. Sự thay đổi ở vị trí chuyền 2 bên phía đội bóng Liên bang Nga. Điểm 19-6. Một trận đấu tốt của cầu thủ mang áo số 10. Tiếp tục bỏ nhỏ. 24-8. Gấp 3 lần số điểm của đối phương. Cách biệt quá lớn về điểm số. Hai đối thủ mạnh của bảng B, đó là Hà Nam Trung, đều thất bại trước Kurabenka chỉ sau 3 set. Kể chuyện hai, chính đội trưởng Universiad đã rời sân, nhưng những cầu thủ còn lại trên sân vẫn đang chơi cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt là cầu thủ thay thế ở vị trí chuyền 2 Polina Sharapova vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cũng cần phải hiểu rằng đây là trận đấu mà Sharapova vẫn đang chơi cực kỳ ấn tượng sau khi vào sân. Phải thấy rằng là hàng chắn của các cầu thủ King World Taipei có chiều cao hạn chế và cũng không đủ. Đây là một trận đấu mà Anastasia Chernyava có được nhiều cơ hội ghi điểm nhất kể từ khi giải đấu khởi tranh. Đúng là đây là một trận đấu mà khi mà phía bên kia lưới, hàng chắn của các cầu thủ King World Taipei có chiều cao không tốt, thì các cầu thủ tấn công của Kurabenka thả sức tung hoành với những pha tấn công trên chắn. Bóng bật chắn của Chernyava ra ngoài. Vừa rồi cũng đã quan sát nhanh để đẩy bóng ra cho vị trí của Lin Suho. Bóng xuống hơi thấp, Achukina chỉ có thể cố gắng xử lý như vậy thôi. Và ngay sau đó là cơ hội để cho câu lạc bộ King World Taipei. Chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho mỗi điểm số. Rất khó để vượt qua được tay chắn của đối phương.
Đó là tình huống chắn bóng thành công của chuyến 2. Bóng tốt. Và ghi điểm ở vị trí số 3. Câu lạc bộ Kingwell Taipei vài điểm sáng ở trận đấu này. Và một trong những điểm sáng đó đến từ cô là sự thay đổi trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Svetlana Safonova và đã thể hiện được tương đối tốt. Rất có thể ở những trận đấu tiếp theo, cầu thủ số 12 này sẽ lại có cho mình những cơ hội được ra sân. 10-24. Cơ hội cho điểm quyết định trận đấu. Bóng trong sân. Một tình huống tấn công tốt. Và đó vẫn là Lee Suho. Xuyên chắn của đối phương. Gương một tốt. Đập bóng rất uy lực. Và cầu thủ đã ghi điểm quyết định của trận đấu là Anastasia Chetnyaeva. 25-11 tỷ số giống với set đấu đầu tiên. Và như vậy câu lạc bộ Kurabenka đã có được 3 chiến thắng thuyết phục tại bảng B.